ba chính hiệu đã quay trở lại với kênh của Mr. Zero bóng đá vui nhộn. Và sau đây là bản tin từ kênh của chúng tôi. Ngày Neymar và dàn sao Brazil hạ Tây Ban Nha 3 bàn không gỡ. Năm 2013, cú đúp của Fred và pha lập công của Neymar giúp Brazil vượt qua Tây Ban Nha một cách thuyết phục với tỷ số 3-0. Đây là lần thứ 5 lọt vào chung kết Confederation Cup của đội tuyển áo vàng xanh. Tính đến thời điểm hiện tại, Brazil đang có thành tích tốt nhất lịch sử Confederation Cup với 3 lần lên ngôi, chứng kiến màn trình diễn từ đầu giải của đoàn quân do huấn luyện viên Scolari dẫn dắt. Người hâm mộ hy vọng kỷ nguyên thống trị của đội tuyển Tây Ban Nha ở các giải đấu lớn cũng sẽ bị chặn lại. Cùng xem lại trận đấu đáng nhớ này nhé. Nếu thấy video thú vị, đừng quên cho chúng tôi một like, share và subscribe channel để không bỏ lỡ những video mới nhất. Sau những thắng lợi thuyết phục, Brazil và Tây Ban Nha được coi là hai đối thủ xứng đáng trong trận chung kết Confederation Cup 2013 tại sân Maracana. Khi ấy, Brazil là đội bóng danh tiếng nhất trong lịch sử với 5 lần vô địch World Cup. Họ đến với giải đấu với mục tiêu thử nghiệm đội hình nhằm chuẩn bị cho World Cup 2014. Trong khi đó, Tây Ban Nha vẫn cho thấy ở mình sức mạnh thực sự của nhà đương kim vô địch thế giới lẫn châu Âu. Trước trận đấu này, La Roja đang có thành tích 29 trận bất bại kể từ World Cup 2010, trong đó họ thắng 24 hòa 5. Với những màn trình diễn chói sáng từ đầu giải đấu, cả Brazil và Tây Ban Nha đều xứng đáng góp mặt trong trận đấu cuối cùng tại Confed Cup 2013 này. Xét về phong độ, Selecao có phần nhỉnh hơn khi họ đã thể hiện được sức mạnh, bản lĩnh lẫn ý chí chiến đấu để vượt qua những thời điểm khó khăn nhất. Trong khi đó, Tây Ban Nha đã có phần thi đấu bế tắc trước Azzurri trong suốt 120 phút và chỉ giành quyền đi tiếp nhờ pha đá hỏng penalty của Bonucci ở lượt sút thứ 7. Thế nhưng, đã gọi là chung kết thì đội nào có mặt ở trận đấu đều xứng đáng. Và bây giờ, hãy cùng xem lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc so tài đầy hấp dẫn ấy. Diễn biến trận đấu đã diễn ra theo hướng mà không ai có thể ngờ đến khi Brazil tăng tốc ngay sau tiếng còi khai cuộc và sau đó 2 phút, đội chủ nhà đã dằn mặt các vị khách La Roja bằng bàn mở tỷ số. Cụ thể, từ đường chuyền vào bên cánh phải, Fred tận dụng thành công sai lầm của hậu vệ đội tuyển Tây Ban Nha mở tỷ số cho Selecao bằng một pha dứt điểm cận thành mặc dù anh đã bị ngã. Pha lập công của Fred phần nào tiếp thêm sức mạnh tinh thần chiến đấu cho đồng đội. Những phút sau đó, Brazil thi đấu hay hơn so với nhà vô địch châu Âu và thế giới. Cụ thể, Selecao có khá nhiều cú dứt điểm nguy hiểm về phía cầu môn của Iker Casillas. Đáng chú ý nhất là cú sút chệch cột dọc trong gang tấc của Oscar ở phút thứ 8 sau pha đánh góp của Fred và cú dứt điểm uy lực về khung thành Tây Ban Nha của Paulinho ở phút 13 nhưng vẫn chưa thể nhân đôi cách biệt cho Brazil. Dù nỗ lực triển khai lối chơi Tikitaka, nhưng Tây Ban Nha phải mất tới 20 phút mới có thể tạo ra tình huống sóng gió đáng chú ý đầu tiên về phía khung thành đội chủ nhà. Từ ngoài khu vực 16m50, Iniesta tung cú sút khá nguy hiểm, buộc thủ môn Julio Cesar phải đẩy bóng đi hết đường biên ngang chịu quả phạt góc. Ramos nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Oscar ở phút 28. Tuy nhiên, trong pha đá phạt sau đó, Hulk thực hiện không chính xác. Cú sút quá mạnh của anh đã đưa bóng bay vút lên khán đài. Trong 15 phút cuối hiệp 1, trận đấu diễn ra sôi nổi và hấp dẫn hơn với những tình huống lên bóng sắc nét của Brazil và Tây Ban Nha. Phút 32, Fred đối mặt với Casillas nhưng cầu thủ đội chủ nhà chưa thể có bàn thắng thứ hai ở trận chung kết khi dứt điểm vào đúng vị trí của thủ môn đối phương. Đội tuyển Tây Ban Nha suýt chút nữa đã có bàn thắng gỡ hòa, nhưng đáng tiếc cho đội khách khi David Luiz cản phá thành công cú dứt điểm của Petro ngay trước vạch cầu môn. Và rồi đúng vào phút cuối hiệp 1, Neymar nâng tỷ số lên 2-0 cho Brazil bằng một cú sút căng trong khu vực 16m50, khép lại hiệp đấu đầu tiên. Đội khách càng gặp khó khăn hơn khi để thủng lưới thêm một lần nữa ngay đầu hiệp 2. Từ vị trí chết bên cánh trái, Fred dứt điểm vào góc xa, buộc Casillas phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 3. Pedro, Iniesta. Phút 53, Navas sau khi vừa vào sân được một phút thì lập tức tạo ra đột biến. Anh đi bóng khiến Marcelo phạm lỗi trong vòng cấm. Và La Roja có cơ hội rút ngắn tỷ số từ chấm penalty, nhưng đáng tiếc là Ramos lại thực hiện không thành công khi sút chệch cột dọc. Kể từ phút 68, Tây Ban Nha chỉ còn thi đấu với 10 cầu thủ sau khi Pique nhận thẻ đỏ trực tiếp do vào bóng nguy hiểm đối với Neymar. Và ngay sau đó, cầu thủ sinh năm 1992 thực hiện cú sút phạt nhưng không có gì nguy hiểm cho Iker Casillas. Trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu, đội khách có sự điều chỉnh nhân sự và nỗ lực tấn công. Phút 81, Iniesta chuyền bóng để Pedro dứt điểm chéo góc, nhưng thủ thành Julio Cesar đã chơi xuất sắc. Phút 83, Joe suýt làm nên chuyện, anh cướp bóng từ giữa sân, dẫn bóng lên trước khi tung cú sút sấm sét bằng chân trái. Casillas một lần nữa làm chủ tình thế, đẩy bóng cứu thua. Tiếng còi mãn cuộc của trọng tài vang lên. Tây Ban Nha không thể có được dù chỉ là một bàn danh dự, một thất bại toàn diện của nhà đương kim vô địch thế giới và châu Âu khi ấy. Còn về phía Brazil, họ hoàn toàn xứng đáng với những gì đã thể hiện tại Maracana khi phô diễn một lối chơi quyến rũ trong tấn công và đầy hợp lý trong phòng ngự. Thầy trò huấn luyện viên Scolari lần thứ tư lên ngôi vô địch Confederation Cup. Riêng Neymar, anh chính là ngôi sao sáng nhất trên sân của tuyển Brazil khi góp công lớn trong cả 3 bàn thắng. Ngoài ra, tiền đạo sinh năm 1992 còn đem đến cho khán giả những pha đi bóng đậm chất kỹ thuật và đầy tốc độ trong các pha phản công nhanh của Brazil. Với màn trình diễn như vậy, không quá bất ngờ khi Neymar được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Các bạn vừa xem lại ngày Neymar và dàn sao Brazil hạ Tây Ban Nha 3 bàn không gỡ. Cảm ơn vì sự quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.